À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực La Mã 2. Mình là Totan Wa Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục cái công cuộc đi tàn chinh phạt thế giới của đế quốc Seleucid. Ở tập trước thì nói chung mình đã bắt đầu đánh những trận đánh đầu tiên với quân La Mã rồi. Mình cũng không chắc là mình có muốn tiến vào Rome hay không, bởi vì bây giờ nếu mình tiến vào Rome thì cái lực lượng của mình sẽ bị gần như bị bao vây. Có thể là mình đã tính toán một giải pháp, có thể là mình, bởi vì bây giờ chiếm thêm đất mình mất rất nhiều thứ chứ mình không được cái gì cả. Nên mình đã tính toán lại một chút xíu đó, bởi vì mấy thằng này nó lại không có Aegon. Tỉnh này thì có vẻ là khá tốt đấy, nhưng mà mình cần phải có mấy Aegon đây đã. Mình nào chết sạch Aegon rồi. Chắc phải có hai Aegon ở đây nữa. Rồi, cho hai quân đoàn này. Đây là hai quân đoàn rất mạnh của mình. Nó thằng này chưa lên giáp à? Và các quân đoàn ở đây sẽ có nhiệm vụ vừa hướng này. Mình còn quân đoàn ở đâu nữa nhỉ? Đây nữa. Đội cung thủ. Di chuyển lên hướng này cho anh. Còn quân đoàn đâu nữa nhỉ? À, mình có một hạm đội ở đây. Hạm đội ở đây thì có lẽ là ổn rồi. Mình không nghĩ là cần phải có lực lượng ở đây đâu. Mà mình nghĩ là mình sẽ di chuyển xuống khu vực dưới này. Mình sẽ hoặc là bắt thằng này làm đệ tử hoặc là diệt nó. Nhưng mình nghĩ khả năng cao là mình sẽ bắt nó làm đệ tử cao hơn. Phía dưới này thì bắt đầu chiến tranh với La Mã rồi. Nhưng mà bây giờ mình mà duy trì cái lực lượng hải quân lớn như thế này thì không phải là giải pháp tốt lắm. Mong đệ của mình thì ông cũng chưa chịu chiến tranh. Nền kinh tế của chúng ta thì đang có vẻ bị... Ôi ôi, đắt thế. Nếu mình không tinh giảm lực lượng hải quân đi thì có thể mình sẽ gặp thảm họa. Thảm họa thực sự luôn về mặt kinh tế luôn. 7.000. Có thể là không cần phải duy trì quá nhiều hải quân ở đây rồi. Mình đang cần lục quân để có thể trấn áp La Mã trên đất liền chứ không phải trên biển. Rồi 12.000. Có lẽ một hạm đội là đủ. Hạm đội là đủ ở khu vực này. Ở đây chúng ta còn có các cái hạm đội này. Mình nghĩ là mình sẽ khôi phục vài cái hạm đội lên, nhưng mà để nó tăng cái điểm ngoại giao là chủ yếu thôi. À, cái điểm trung thành của các phe phái đó. Ở đây chúng ta có thể xây dựng thêm các hạm đội nữa, thêm một hạm đội. Chúng ta còn có 4 quân đoàn này cần khôi phục. Đấy là những quân đoàn chủ lực của chúng ta. Đây, cứ xây dựng được thêm quân đoàn nào, hạm đội nào thì chúng ta cứ lên thôi. Đây, chỉ cần cái thuyền pháo này là được rồi. Thuyền pháo này nó có thể yểm trợ để tấn công rồi. Có rồi. Có thể tối đa bao nhiêu nhỉ? 8 hạm đội rồi. Và các hạm đội thì mình sẽ để cho các phe phái khác có kiểm soát, chứ mình không kiểm soát những cái hạm đội. Đó là một cách. Bây giờ mình cần phải củng cố nền kinh tế trước khi mình muốn không muốn bị sập nguồn. Ở đây thì mấy thằng đệ của mình nó làm việc khá tốt đấy. Nó chiếm được khá nhiều rồi. Đây rồi. Vùng này thì cũng vậy, khá ổn. Mình cũng không nghĩ là chúng nó tiến quân nhanh đến như vậy. Chúng nó tiến được ra hết tất cả ở đây rồi. Và bây giờ thì mình cũng hơi lo lắng. Lo lắng về nền kinh tế của mình nhiều hơn là lo lắng về các cái vấn đề khác. Có lẽ mình sẽ giải quyết vài cái thằng ở khu vực biển. Thí dụ như thằng ở đảo Crest, có thể mình sẽ bắt nó thành chư hầu. Mình muốn thêm qua các chư hầu nữa để có thể kiểm soát tốt hơn các cái vùng biển. Chiếm thêm quân thì không phải là lựa chọn thích hợp của mình lúc này.
Rồi chúng ta sẽ tiếp tục củng cố văn hóa chúng ta. Hạng quân đoàn này có thể cho đứng ở đây thủ được. Nhưng mình nghĩ là quân đoàn này sẽ rút về. Mình sẽ thay cái đội công thủ này bằng Crimea Archer, bởi vì là Crimea Archer nó đang ở gần đây. Nếu như mình không nhầm, mình có thể tuyển được Crimea Archer rồi. 1, 2. Ở đây có thể tuyển được không nhỉ? Bỏ cái đội cung này đi á. Quá tuyệt luôn, 3 đội công thủ Crimea Archer. Đây là hạ quân đoàn đời 3. Quân đoàn này đời mấy? Đời 3. Quân đoàn đời mấy? Đời 4 à? Cũng khá đấy. Chỗ này thì mình cứ đứng đây phòng thủ thôi. Quân đoàn này đời mấy? Đời 3. Cũng khá mạnh. Nó cũng đi đánh trận nhiều nhiều rồi nên là nó cũng lên rank khá tốt. Tất nhiên so với các quân đoàn cấp 5, cấp 6, quân nổi dậy. Có thể mình sẽ khôi phục mấy thằng này lên nhỉ? Mình chưa có cái hạm đội nào chỗ này, thôi rồi từ từ. Đâu nhỉ? Mình còn một hạm đội nữa mà, đây. Chỗ này có lẽ là đủ ăn rồi. Quân đoàn này của nó chắc mình ăn được, thủy quân đồng chiến của mình có thể ăn được chỗ này. Bây giờ mình sẽ phát triển kinh tế một chút đã. Ví dụ như lên mỏ vàng này. Đây, cái này đã. Rồi đấy. Đây nữa này. Cái này chưa lên được này. Mình sẽ cover hết các cái công trình này đã. Rồi. Dành tiền một chút xíu. Bây giờ nền kinh tế của chúng ta không được giàu có cho lắm. Bây giờ mình chiếm thêm đất, mình chỉ mất thêm cái thành này, thực ra nó chẳng có ý nghĩa gì về mặt kinh tế của mình cả. Nó chỉ có ý mặt quân sự, đó là mình sẽ ngăn chặn cho quân La Mã không thể tiến sang phía này được. Thành này nữa. Một trong những thành rất quan trọng. Quân đoàn này. Rồi. Không biết mình có lên... Mình thì mình không biết có lên chiếm Hy Lạp không. Nhưng khả năng cao mình sẽ không chiếm Hy Lạp. Crimea thì khá là mạnh và nó tiến quân quá nhanh, là mình cũng theo nó cũng hơi mệt. Chủ yếu các quân đoàn của mình đi theo chủ yếu là bảo vệ các cái thành mà nó chiếm được. Thực sự bây giờ thằng Crimea mình nghĩ là không đủ khả năng để tiến sang La Mã đâu, bởi vì đây rồi, quân đoàn rất mạnh luôn. Chúng ta cần thêm một champion để cho quân đoàn này. Sigay à? Có lẽ không mạnh. Đây rồi. Đây. Đây gần này rất tuyệt vời luôn. Chắc chắn sẽ cho quân đoàn này. Tuyệt vời, đủ luôn bộ. Bộ tứ cung thủ. Up cái quân đoàn này lên ạ. Tuyệt quá nhỉ. Chuyển nhượng luôn. Commander, at once. Advance. Rồi, chúng ta cung thủ thì không cần tăng giáp tăng đam đâu. Tuyệt quá, chỗ này cũng có thể tuyển được Crimea Archer. Cho quân đoàn này ra đây đã. Mình nghĩ là mình sẽ rút bớt cái lực lượng voi này bằng các cái đơn vị quân này cho nó có thể chiến đấu tốt hơn. Quân đoàn này thì tuyệt vời này. Có vẻ như là sẽ có cuộc chiến căng ở đây đấy. Chưa biết thế nào nhỉ? Kinh tế của mình vẫn khá khá.
Mình phải convert lại mấy cái công trình nâng cái công nghệ này đã, bởi vì bây giờ cái này hết tác dụng rồi. Hết tác dụng rồi. Thì các bạn nâng cấp lên cấp này thì là các bạn đã mắc công nghệ rồi nên không cần. Còn tham đệ của mình đâu rồi? Chưa thấy vác quân đi đánh nhau. Kinh không? Hạm lượng của La Mã đã ở đây rồi. Ủa, mất 2.000 kìa. Cái cướp đã. Cái vùng này nếu không nhầm thì nào có một cái thằng nó cũng ở đây thì phải. Sẽ là rất tuyệt nếu mình khôi phục được cái tỉnh này lên. Đúng rồi, tại sao mình không di chuyển các cái hạm đội ra đấy và cướp bóc nhỉ? Cướp bóc để kiếm thêm tí sàng. Không cần nhiều quân đông mà, chỉ cần vài cái thuyền tào lao này là được. Hạm đội của La Mã ở đây. Mình cần thằng này này. Nó nằm ở cửa ngõ và nó nằm ở con tuyến đường trung chuyển. Thằng này đang chiến tranh với La Mã rồi. Chỗ này thì La Mã nó đang kiểm soát à? Mình phải ổn định cái vùng ban căng trước đã. Cái chỗ này nữa này, cái khu vực của cái thằng hình con bạch tuộc này nữa. Rất là nguy hiểm nếu như mà mình không kiểm soát được khu vực này. Nếu kiểm soát được khu vực này mình sẽ rút được hai hạm đội này ra khỏi khu vực biển đen. Chứ còn bây giờ để như thế này thì nó hơi bị căng luôn đấy. Mình không cần quá nhiều, ở dưới kia mình có hai hạm, khá nhiều hạm đội rồi. Đủ để chiến tranh rồi. Không cần nhiều nữa. Cộng 10 trung thành. Tốt. Ôi, ôi, ông Crimea, ông tiến nhanh thế. Ông lại lên đây, ông kiếm được mảnh đất trên này rồi. Thanh niên này ở đây để tuyển nốt đội cung thủ, chưa có cung thủ. Rồi. Chúng ta phải khôi phục lại nền kinh tế một chút xíu. Nền kinh tế của mình thảm họa quá. Không khôi phục nhanh chúng ta thua. Chúng ta không thua về mặt quân sự nhưng thua về mặt kinh tế là cũng thua. Yên tâm là thằng La Mã nó không thể tấn công được. Mình đã cố gắng tiến quân nhưng mình không thể tiến nổi, phải rút quân về. Lực lượng mỏng quá. Mình sẽ giải quyết lốt cái khu vực ban căng đã. Và trước tiên là thằng này, thủy quân lục chiến của mình sẽ phải tấn công trận đầu tiên. Ready for orders. Set up a blockade. Nó có thuyền pháo, không có thuyền pháo. Bộ binh của nó cũng được đấy. Bộ binh đánh xa, nó có bọn nó có cái bọn gì nhỉ? Lính cầm giáo, mình phải cẩn thận bọn này. Kỵ binh của nó thì thường thôi.
Hải quân của đội này đắt thật. Hơn 400. Cái thuyền thuyền pháo hơn 400. Upkeep cao quá. Có thể là mình sẽ cho một hạm đội full có lính bộ binh, còn lại là các hạm đội có các thuyền pháo để có thể yểm trợ nhau. Đấy, kiểu vậy nó cũng hay. Thời tiết khá tốt. Chúng ta sẽ chưa vội vàng đổi bộ ngay. Xem tình hình như thế nào đã. Battle group ready and awaiting orders. Những đứa con của thần biển. Battle group ready. Artillery ships ready. Tấn công. Enemy ships. Chúng ta sẽ bắn chìm cái gì? Enemy reinforcements approaching. Nó được tiếp viện từ đằng kia. Cũng không đáng sợ lắm đâu. Nó quyết định đổ bộ chứ nó không tấn công. Rồi nó đổ bộ hết à. Căng đấy, trận này căng đấy, quân nó đông. Lính giáo của nó đâu nhỉ? Phải diệt trước. Nhất là mấy thằng Pikemen, Tarantin, Cavalry nữa này. Archer thì không sợ lắm. Hobbiter không sợ. Đây này. Pikemen. Đánh bọn này cho anh. Lính tầm giáo là phải giết trước. Chúng nó làm gì mà túng tụng với nhau này nhỉ? Kiểu này mình hơi khó để mà. Ai cha 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 cha. Tấn công mình luôn à? Bắn vào đây cho anh. Công ngay. Ready,
Báo hạ bình tĩnh đi, đứng ở đây thôi. Ra. Support ship ready. Rồi ăn luôn. Our general is under attack. Ăn cho nó luôn cho anh. Mấy thằng cứ củi mía này. Well, first starts. Xông vào. Ăn được mà. Đây rồi, thủy quân lục chiến của chúng ta cánh này đã đổ. Rồi nhá. Ơ, tên pháo này lùi ra. Mãi trưởng nhờ. Đổ bộ ngay. Từ từ, đánh bọn này đấy. Rồi, ăn thằng này, cứ ăn thằng này đi. Bắn. Ừ, không kéo các cánh quân của mình lại tan ra, tan ra đàn sẻ nghé. Đánh vào đây. Đâu nhở? Lính giáo ở đó đâu nhở? Mấy thằng hốp lít tê thì không sợ lắm. Đổ bộ, nhanh 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 nhanh. Xong rồi, tiến vào. Ờ, cánh bên này cũng vậy. Ăn luôn. Sao phải xoắn. Đội cung thủ đâu mà nhanh, phải yểm trợ ngay không chết ấy. Mình chưa nhìn thấy thằng Pikeman của nó đâu cả. Đây rồi. Bắn thằng Pikeman cho anh. Những thằng khác không quan trọng. One of our units has used all its ammunition. Con nào bị thương nặng thế? Nó còn hốt vít tê thôi mà. Sao mấy thằng này không chạy vào đây? Vãi cả di chuyển. Chạy gần vào để cung thủ nó không bắn được chứ. Ta chưa có cung thủ ở khu vực bên đó để yểm trợ cho bọn này. Khu vực bên này có cung thủ yểm trợ đánh khác hẳn luôn. Nó đang bắn vào lưng. Nó làm cung thủ quá. Đánh nhau hốt đi tay mà khó thế cả. Chắc phải cho đội cung thủ ra đây để trợ chỗ này. Viên cánh bên này thì ngon rồi. Tiến lên. Không có Pikeman ở đây. Yểm trợ ngay, cung thủ yểm trợ ngay. Chết rồi. Đúng rồi. Syria Archer. Một trận này. Cánh bên này thì ổn nhỉ. Cánh bên này thì tấn công tay cô luôn. Mày chết. Cánh bên này thương nặng quá.
cái bên này không có cung thủ yểm trợ chết đấy. Rồi, chúng ta vẫn tiếp tục ổn. Bắn hai đội cung thủ đó. Đây, cuối cùng bọn Pikemen là làm việc. Chỗ này thì... rồi, ok. Chịu được. Rồi. May quá có công thủ hiểm trợ rồi. Ai chả? Bắn rát nhỉ? May hà bưởi. May hà bưởi. Bắn vào đây. Pháo hạng đâu? Bắn vào đây, may quá bọn cầm giáo và nó chạy rồi. Cái pháo mình vẫn đang bắn rất tốt. Rồi xong rồi. Quân địch đã bỏ chạy tán loạn rồi. Is dead. Tuyệt vời, xong rồi. Nó còn quân đâu nhỉ? Đây à? Rồi. Hải quân thì nói chung là nó hơi yếu về tính cơ động, bởi vì là nó không có lực lượng kỵ binh. Với cả là chúng ta đang đấu với một đối thủ nó cũng khá giống chúng ta về mặt bộ binh. Đã nhẽ mình nên cho cái... À... Cái vùng này thì mình sẽ cướp bóc một chút xíu này, để mình kích hoạt một cái thằng ở đây lên. Mình muốn thêm có một thằng đệ nữa ở chỗ này. Có thêm đệ thì chúng ta có thể giao thương được nhiều hơn và có nhiều tiền hơn. Lên cấp. Và tướng của hải quân cứ lên cấp như thế này thì... Tướng hải quân lên cấp như thế này thì... tinh thần chiến đấu của chúng nó sẽ lên đáng kể đấy. Trung thành nữa. Rồi, cứ để nó nổi loạn âm đi. Tương tự, hạm đội bên này. Tấn công. Bên này nó không có lính nha, Pikemen này. Có một đội. Khá nhiều kỵ binh. Mấy thằng quẩy đá. Thế mình sẽ đổ bộ ở một khu vực thôi, không đổ bộ ở hai vùng nữa. Nhưng mà đổ bộ ở một khu vực thì lại có một cái dở. Chúng ta lại không dễ gì mà tấn công được địch ngay. Tiên chúng ta step đến đâu rồi. Chỗ này có thể đổ bộ được bao nhiêu chiếc thuyền nhỉ? 8 chiếc. Rồi, 8 chiếc à. 1 2 3 4 5 6. Này đổ bộ cũng được 8 chiếc đúng không? Chia làm hai phe là đổ bộ, phải có cung thủ yểm trợ không chết đấy. Artillery at your command. Give way.
Chúng nó lên bờ hết rồi. Assault ships ready for attack. Support ships ready. General. By your command! Moving out! Faster! Chưa thể đổi bộ được, phải cho pháo làm mềm chiến trường nữa. Pikemen nó đâu nhỉ? Thích đằng này kìa. Cần đánh cái bọn quân binh thế đâu, đánh cái bọn tầm xa này này. Bọn cận chiến thì không sợ. Javelin à? Javelin à? Ships at your command. Nó là Javelin. Đúng rồi, cái diệt bớt bọn này đã. Tarantin này mệt lắm. Chạy à? Lên quận. Úi xa. General. Đến sát bờ biển được rồi. To the oars. Move out. Đây đội thuyền pháo đứng ngoài này thôi. Đây 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 đây, được rồi. Rude and ready. Lên, lên bờ đây. Chà, đội cung thủ đứng ở đây thì hơi vất đấy nhỉ. Đáng nhẽ mình nên cho cung thủ đổ bộ sau. Hai đội cung thủ này chạy ra đây. Vâng, tướng bị tấn công rồi, không sao. Ta vẫn có đội cung thủ đây rồi. Đội cung thủ sau này đi. Có đội hình lại, chỗ này nó toàn lính kiếm thôi, không sợ. Nó lính cận chiến thôi. Nó bắt đầu rút quân bên kia sang rồi, cánh bên này đổ bộ cho anh. Tầm xa mà diệt. Giết mấy con ngựa cho anh.
Ready your aim! Tarantine Cavalry. One of our units has used all its ammunition. Ái chà, thanh niên này bị bắn áp thế. One of our units has used all its ammunition. Này... Many troops awaiting orders. Heavy archers, orders, my lord. In the skies. Ôi từ từ, ôi mẹ bọn làm lao nó bắn dã man thế nhỉ? Ready and waiting. Ôi là toàn quân thủ đây à? Awaiting orders. Đây rồi. Nhất bọn cung thủ cận chiến của nó thì mình chấp vào mắt luôn. Ôi ôi tướng dẻo pháo hạn rồi. The men are wavering. Lá vào bọn này. Our general has fallen. Và tướng dạ rồi, xong sao? Ta sẽ có tướng khác. Ủa. Trận này cũng chết, cũng khó cả ăn của chúng nó. Ôi trời. Toàn ném nào, sợ thật. Chả thấy cận tầm xa đâu, toàn thấy bọn. Ôi Royal Peltasts! Help your tour! Royal Peltasts! Ném bọn này trước này. Rồi chưa? Chúng ta sắp dạo đến nơi. Fire on the enemy! Many troops awaiting orders! Royal Peltasts! Heavy archers! Fire! We await your orders! Cái binh nó xông vào. First ranks, raise shields. Ready your weapons. To arms. One of our units has used all its ammunition. Đòn còn mạnh như này sao thế? Ready yourselves, heavy archers. What are your orders? Xử lý bọn này. Để nó bắn sau lưng con đồng đội này chết dở. Gỡ đứng xông vào, đứng cầm giáo đấy. An entire unit has perished. Đừng phải áp sát chúng nó. Không được để chúng nó đến tầm xa. Loại bỏ hết đám tầm xa nó thì mới ăn được. Không thì mình vỡ mồm. Hải quân của chúng ta, thủy quân lục chiến của Hy Lạp này lại không có đội hình Testudo giống như La Mã để có thể chống. Gì đây? Our men flee the field of battle. This is a shameful. Mấy thằng Pikemen này kiếm thế? Chết à? Our men flee the field of battle. Ôi ôi. Cánh quân bên này dụng hết rồi cả. Vãi nhỉ. Bọn này gớm thế. Rồi, cửa bọn này. Nhanh tiến cân. Sao yếu thế nhỉ? Tử nó cho anh chứ. Đứng đây làm gì? Không cần phải tấn công theo đội hình đâu. Tấn công tự do đi. Nó quá nhiều cung thủ. Trận chiến đấu của bọn này yếu thật. Quân còn gần này mà bỏ chạy. Rồi còn nhánh bên này xong rồi. Chắc là phải đánh nhau theo kiểu một hướng thôi. Chia quân thành hai hướng mình.
One of our units has used all its ammunition. Rồi, ăn được đấy. Mày tập trung vào thì ăn được. Pick your targets. Melee infantry at your command. Mẹ nó, quân của nó, cái thằng lính Spy nó cũng lén lao được. Vãi cả trưởng. Rồi, khôn chưa. Để cho kỵ binh ra móc lốt mình này. Để cho kỵ binh ra móc lốt cung thủ mình. Thằng này lùi lại tuyến 2 đi. Chỗ này thiệt hại nặng quá nhỉ. Rồi, giết mấy thằng này cho anh. Không sợ. Hải quân chúng ta chưa có rank. Thua nhau về cái đội cung thủ của chúng nó. Quá nhiều khung. Rồi. Mày đi cho nó. Rồi. Vã bọn cung thủ đó. Tinh thần chiến đấu của bọn Hy Lạp thì tồi quá. Pháo hạng rồi, lã vào đây, yểm trợ đi, chết. Bọn này bị bắn tên một tí phát là loạn hết cả lên. Mất tinh thần luôn. Quân thủ không có được tinh thần chiến đấu cao như quân La Mã. Tầm gì nè, bắn luôn. Không ăn được mấy thằng hốt VT này. Đấy, có thể. Bắn mấy thằng cung này luôn. Pháo hạng của mình lão vào đây. Mấy thằng Slinger này của nó. Heavy archers. Ngon. Trận này thắng hay thua chắc phải nhờ vào cái đội cung thủ này. Đội này bắn thằng này. Vã chết cho nó cho anh. Hải quân Hy Lạp hơi củi. Chúng ta không có các đơn vị bộ binh thiện chiến như là của La Mã. Không có đội hình Testudo. Thì chính là không có đội hình Testudo. Mày chết.
Rồi, mã vào đây. Điểm chờ bộ binh. Nó xong rồi. Chắc chỉ hy vọng vào đội cung thủ này giải quyết được vấn đề. Rồi đấy, chỉ cần đội cung thủ thôi. Royal Peltasts! Royal Peltasts! Come forward! Yours to command! Get moving! Move your archers! Bắn vào đây! We await your command! Tuy nhiên này vẫn hổ báo hết này. Ăn đi, ăn được mà. Cố lên. Chúng ta vẫn có cơ hội chiến thắng mà. Ồ, pháo hạ mình áp sát bờ biển này kìa. Bắn vào mấy thằng này. Đây được. Hai đội cung thủ này cứu nguy cảm cả một trận, cả một trận đánh của mình. Lã giết tướng của nó thì giảm tinh thần. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Hết tên rồi. Syria Heavy Archer. À, đây rồi. Xông vào, ăn luôn. Chúng nó đang mất tinh thần rồi anh em, cố lên. Yours to command. Ready. Thuyền pháo. Ôi dồi ôi, thuyền pháo bắn từ đầu đến giờ vẫn chưa hết đạn kìa. Chạy rồi. Đánh bọn này cho anh. Bắn bọn này. Bọn này vẫn còn nhiều này. Royal Peltasts, engage. Ok, nó còn mà. Nó còn mà. Ăn đã. Nó còn này. Thế là cánh quân bên này đánh đến cùng luôn à. Cánh bên kia bị dẹo. Cánh quân bên kia không chịu rồi. Có lẽ mình sẽ đổ bộ từ một hướng này thôi. Có thể là cho bộ binh đổ bộ trước, sau đó cung thủ đứng ở ngoài bắn từ biển vào đấy. Chưa cần cho cung thủ lên bờ bộ. Chung với cái bọn nó lắm cung thủ này, rất là mệt. Royal Peltasts! The enemy general is dead. Tướng chết rồi à? Hay quá. Tướng chết thì mất tinh thần nhanh lắm. Quân của mình tướng chết rồi đó. Ăn à, ăn, ăn. Úi dồi ôi. Úi giời. Dứt điểm cũng đẹp đấy.
One of our units has used all its ammunition. Heavy archers! Orders, my lord! For glory! Còn có vài con ngựa thì làm cái gì? Sốc được ai? Báo mày rồi. One of our units has used all its ammunition. Bắn thằng này đi. Royal Peltasts. Sao? Hả? Mấy con ngựa của nó vẫn ăn được á? Disengage! Fire! Mày... Mấy con ngựa nó là quẩy anh à? Trận đó đẫm máu. Hải quân của chúng ta sẽ tăng rank dần dần. Và đến một mức nào đó chúng ta sẽ đủ mạnh để có thể chiến đấu được với hải quân của La Mã. Chắc hơi khó. Để có thể đạt được đẳng cấp của hải quân La Mã thì chắc hơi khó. The battle is turning in our favor. Và our men flee the field of battle. This is a shameful display. Hả? Một đơn vị quân đã bỏ chạy rồi à? Quái nào đánh nhau bọn này mà bỏ chạy? Ở đây, thằng này cho mình đánh nhau với lớp con người. Heavy archers! Cái con ngựa của nó lì ghê nhỉ? Find your target. Sure. Mình ra đây sẽ bắn thẳng được. One of our units has used all its ammunition. Xong rồi. Mấy con ngựa nó xong rồi. Trời ơi. Chưa có trận đấu lúc nào mà đẫm máu này. Trận nào cũng thắng một cách easy thì nó cũng hơi nhạt thật. Hả? À, đấu tên à? Mày này. Mày thích đấu tên với anh à? Úi dồi ôi. Mày thích đấu tên à? Hết rồi. Tất cả xông lên. Ăn. Ô. À rồi. Một trận đánh có thể nói là đẫm máu. Hải quân chúng ta thiệt hại nặng nề luôn. À, không mất nhiều lắm đâu. Cướp bóc. Ủa, sao không bắt nó làm chư hầu được nhỉ? Tướng của phe nào bây giờ?
đô đốc hải quân của Fenric đi. À, nó còn một cái tỉnh ở đây nữa. Thảo nào. It is an honor to serve. But your back's into it, you men. Ready for orders. Rồi, cái tỉnh này sẽ để cho nó nổi loạn lên. Sao mình không tính ra là nó còn một cái tỉnh đây nhỉ? Thế tưởng nó chỉ có hai tỉnh mà nó lại chiếm được thêm một cái thành trên đấy nữa à? Cũng được đấy. Còn chỗ này chúng ta đã đủ quân chưa nhỉ? Cứ cho quân đứng thành thì nó cũng không sợ lắm. Rồi, chúng ta sẽ giải quyết vùng ban căng trước. Kiếm mấy con ngựa đó, à mấy thằng cung thủ đó. Có lẽ gần này cung thủ là nhiều rồi đấy. 27.000 mỗi lượt, ô mình kiếm được nhiều tiền thế. Đang tiếp cái thành này đây này. Thủ đô Ai Cập này. Achia. Có thể mình sẽ bỏ cái này đi để phát triển kinh tế ở vùng này. Vùng này bây giờ nó không cần phát triển hẳn quân nữa. Ổn rồi, nền kinh tế của mình đang khôi phục. Bây giờ mình chiến tranh với thêm với thằng nào thì thằng đệ của mình nó cũng sẽ thân với mình. Bởi vì là chúng nó thích chiến tranh này. Tình hình là mình phải luyện thêm cho các lực lượng hải quân của mình chút xíu cho nó mạnh lên, chứ không thì tình hình yếu quá. Peace is not an easy word. Warriors speak of honor and glory. It is a simple gift, gold, but one that many appreciate, as we are sure you will. Nó làm gì? Định chiếm đất của thằng đệ mình à? Chiếm làm sao được? Thêm một tướng hay là cộng 6 trung thành? Rồi cộng vào trung thành đi. Tướng mình có thể tuyển lại được không? Không khó. Ôi ôi, lấy vợ đi anh thanh niên ơi. Không mà tuyệt tự tuyệt tôn bây giờ. Các gia tộc của chúng ta lại nghèo nàn, lại thảm họa này nhỉ? Chết sạch rồi. Con phe này chết mỗi đặc tướng mà trừ nhiều thế. Với Ai Cập. Ai Cập nó rất nhiều đất cơ mà. À, Ai Cập nó có hai vùng này. Chắc chuyển sang hỗ trợ cho nó vùng đấy. Vùng này và vùng bên dưới đúng không? Xem nào. Parthia. Cái vùng này à. Vùng này của Fenric.
Vùng này chưa tăng trưởng gì. Bỏ cái này đi. Hỗ trợ trong đây. Chương 6 lần sau sẽ ổn. Nào cho mày lấy vợ, cho phải lắm chuyện. Hai mươi bốn ngàn một lượt, nền kinh tế của mình nó tăng với tốc độ khá nhanh nhỉ. Kệ bọn này thôi. 24.000 một lượt. Khá phết nhỉ. Cũng được đấy. Cho nó tái chiếm lại các cái vùng này. The sea beckons, the waves still beckon. Mình đang cần kích động nổi loạn ở cái vùng này. Nó chiếm lại được cái đảo này thì rất tốt. Mình sẽ vây lại luôn. Hạm đội này gần đủ rồi. À, chuyển. Chuyển những cái thuyền nào bị thương nặng xuống đây. 3 1, 2 ở đấy. Ngon rồi. Ngon. Mấy đệ mình nó có sẵn quân đây rồi cả. Nhanh nhỉ. Đây rồi. Quánh vào đây cho anh. Ra lệnh cho mấy thằng đệ này nó mới chịu làm việc. Welcome. Rồi. Đệ mình mặt cứ phải gọi là xanh mướt. Hai mươi sáu ngàn. Vãi cả tiền. Phải củng cố được phòng tuyến đã và ổn định cái nền kinh tế, sau đó thì chúng ta mới có thể tiến tiếp được. Không tiến lên cái vùng phương Bắc lạnh lẽo đấy làm cái gì cả. Tài nguyên thì ít mà thu nhập chẳng có cái gì. Củng cố vùng này đã. Có thể mình sẽ đánh cái vùng Noria này, mình sẽ khôi phục tiếp một thằng dợ ở đây lên. Khu vực này có mấy anh dợ hay phết. Rồi cho nó chiếm lại. Cho nó chiếm lại bởi vì đây vốn dĩ là thủ đô của nó. Đúng rồi. Mình sẽ vây luôn cái cảng đấy để không cho thằng nào đánh thêm. Mình sẽ bắt thằng đấy làm đệ.
26.000. Nền kinh tế của chúng ta vẫn rất tuyệt vời. Make haste, men. At your command. Armor hot archer. Chưa tuyển được, để tuyển thêm ít cung thủ nữa đấy. Ready for battle. I am greater than get that commander. Shield up. We hunger. Đùa với quân đoàn này, quân đoàn này rất cực mạnh luôn. Có thể mình sẽ khôi phục các cái quân đoàn chủ lực của mình lên chứ nhỉ? Mình còn đống quân đoàn chủ lực cơ mà. Trước tiên phát triển lại kinh tế đã. Mọi thứ có vẻ ổn. Mọi thứ có vẻ đang ổn. Rồi, hạm đội này đã phục hồi hoàn toàn. Vậy nó lại cho anh. None shall pass. A little honest plundering. Không nổi loạn lên được à? Đang mong nó nổi loạn mà nó không nổi loạn lên. Con tốt chiếm lại tỉnh kia đây. Chắc chỗ này phải có hai hạm đội thì mình có thể kích động nổi loạn ở cái thành kia lên được. Thành kia hơi khó. Chắc phải xây thành cảng cá mới được chứ nhỉ. Cảng cá thì nó mới nổi loạn được. Có cái gì mà nó trừ nhiều lương thực. Tăng điểm ngoại giao lên đây. At your command. Một cung thủ nữa sao ít thế, lúc thì rõ lắm. At your command. Cướp bóc vùng này để cho nó được 27.000. Tuyệt vời, kinh tế của chúng ta đang hồi phục rất nhanh. Với tình hình như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể sống được không? Chúng ta hoàn toàn có thể thêm vài quân đoàn nữa được. Rồi. Hay quá. Sổi thằng này nó đang âm mà nó lên 48 luôn kìa. Vãi cả trưởng. Đấy, đẻ đi em ơi. Mày cũng không chịu đẻ thế này thì chết. Đây. Có cái skill tăng khả năng đẻ đây này. Cộng 10% khả năng đẻ mà sao chả thấy đẻ thì thế hả cu. Ô vai trưởng thật. Chả thấy đẻ đã để
Mày cứ không chịu đẻ thế này thì chết. Đây rồi. Cho tiếp cái chuyến thuyền này cướp nữa. Vùng này sắp loạn à. Không tiến nữa nhỉ, thằng đệ là mình nó không mắc quân sao nhỉ. Cho tiếp cái hạm này nữa sang. Cướp nó nát luôn thành nó luôn. Hơ. Có cái thanh niên này. Đây à? Hay vã cái thanh niên này phát bắt nó làm lệ đệ nhỉ? Thằng này vã nó phát. Ready for battle. Ready for battle. Để chế độ này cho chúng nó khỏi phát hiện ra mình. Giải quyết khu vực ban căng đã. It is a simple gift, gold, but one that many appreciate, as we are sure you will. Đô đốc hải quân à? Đô đốc hải quân thì không nên cho tướng của mình. Về Greg đi. Lục quân thì đương nhiên là mình rồi. Lục quân thì phải tướng của mình. Quân là tướng của mình. Già quá, chết. Mẹ nó cái phe Ai Cập này sao mà ảnh hưởng của nó cao thế này. Ready for battle. Hai mươi bảy ngàn mỗi lượt. Được. Với nền kinh tế này chúng ta có thể làm được nhiều việc đấy. Mười sáu là 4416. Thêm một đội nữa nào. Khá thôi, không cần tuyển thêm nữa. Cái này là đủ rồi. Vã mấy thằng dưới này cho anh. Bắt mấy thằng này làm đệ. Thằng này nữa, bắt làm đệ luôn. Macedon này. Thằng La Mã vẫn chiếm được khu vực phía dưới này cơ. Kinh nhỉ. La Mã mạnh phết. Sao đây lại có thanh niên đứng chơi này? Nó chạy hết đi rồi.
Nó chạy hết đi rồi thì auto chỗ này được, bắt nó thành chi hầu rồi. Thế thôi mà, anh đâu có ý định, anh đâu có ý định tiêu diệt mày đâu. Sau tất cả chúng ta lại là anh em thôi mà. I give you greeting and my. Rồi. Gods of Olympus. Sau tất cả, úi dồi ôi, có tiền luôn. Rồi chúng ta đã kiểm soát được biển đen. Còn đây nữa. Mình đang muốn cái thành nó nổi loạn rồi. Nhiều nhà lính thế nhỉ? Phá nó đi mà hơi khó nhỉ. Ngon. Tốt rồi, nền kinh tế cứ như này là tốt rồi. Sao hải quân của bọn này cũng gớm phết đấy. Giải quyết nốt mấy thằng ở đây đấy. Chưa thể tiến sang đất của La Mã được đâu. Tiến sang đất La Mã bây giờ là chết đấy. Mình cần những cái nước ở ven biển này. Khôi phục được những cái nước ở ven biển này lên thì nó rất có thuận lợi cho mình. Mà khôi phục được các cái nước ven biển thì mình sẽ giao thương được với đám đệ đấy. Mà giao thương được thì mình sẽ có thêm tiền. Một cách đơn giản và dễ hiểu là như vậy. Mấy thằng nô lệ nổi dậy à? Vùng này vẫn chưa loạn được à? Công an đặc thành này của anh đâu? Thành này có quân bảo vệ rồi. Cho tiếp thằng này sang đây cướp bóc cho nó chết luôn. 5 chiến hạm cướp bóc thì chắc là nó nát luôn. Rồi tiền của chúng ta đang rất ổn. Chuyển thành cảng cá để nó trừ public order khủng khiếp rồi. Chỗ này cả lương thực nữa. Bọn này ở đây cũng có một cái đạo quân mà. Rồi, trừ tiếp cho anh. At your command. On the move. At once. Quá nhiều cung thủ rồi, không cần thêm nữa. Thanh niên này thì mới mua được có một. Thiếu một thằng nữa. Mặc kệ cái bọn này đi. Mình nghĩ là mình sẽ bắt lốt cái thằng ở đây nữa này. Làm đệ. Cánh quân này. Phải em thằng này cho anh. Farewell. Quái.
À, nó có đội hình pha lăng rất mạnh đấy. 5 thằng cầm giáo. À, 5 thằng cầm giáo là không đùa được đâu. Nó có đến 5 thằng cầm giáo là mình không đùa rồi. Kiểm soát lốt Hy Lạp đã bắn rồi, bắt đầu mới tính sang để đánh châu Phi và cuối cùng là giải quyết La Mã. Còn vùng đất của mấy thằng dợ kia thì cũng kệ chúng nó thôi, mình tiến lên đấy làm gì, chứ thấy không có cái gì hay cả. Elephant at the ready. Elephant. Tao thích đội hình pha lăng à? Cho nó đấu với đội hình pha lăng huyền thoại xịn của mình xem nó đánh kiểu gì. Đây mới là pha lăng xịn này. Mỗi một con voi đứng ở bên này. Chấm kỵ binh nó cho anh. Tôi đứng đây là tha hồ bảo vệ. Missile infantry ready. Ui trời. Crimea Archer. Battle group ready and awaiting orders. Tội Crimea Archer nó không có đam xuyên giáp. Nó không có cái tên xuyên xuyên giáp. Fire! Burn the wretched! Cataphracts! Cataphract. Grouped and ready. Mày. Enemy reinforcements approaching. Cataphract rồi. Cataphract chuyến này làm việc. Voi thực ra thì chỉ có hay cái vấn đề đi lùa thôi, còn để mà đánh nhau thì không lì bằng bọn Cataphract này đâu các bạn. Giáp nó trâu lắm. Riders at the double. Đúng rồi, lại chết bọn Pikemen luôn. Ấy, lập đội hình pha lăng ở đây để phòng thủ đây. Ghê chưa? Cho pháo lã bớt trước đã, sau đó mình sẽ tiến lên sau. Nó không ra thì mình sẽ tiến đánh trước. Hải quân của nó bây giờ đang đổ bộ. Ngựa đang chết một cách thảm hại. Khả năng cao là nó không dám tấn công rồi. Nếu nó không dám tấn công thì mình buộc phải công trước này. Diệt mấy con ngựa nó đi. Đuổi bọn ngựa ấy mệt lắm. Hellenic Cataphract. Khả năng cao là nó không dám đánh nhau rồi. Mấy con ngựa này chạy lại quay lại à? Hay đấy. Silver Shield, Pikemen. Đập pha lăng lên. Từ từ. Cung thủ nó đến kìa. Speed, quick march!
for battle. Tôi đã em vừa nhìn thấy đội Javelin của nó kìa, cho Hathapak lùi lại tí đã. Cứ bình tĩnh đi. Cho phá bắn hết đạn đã. Hathapak rồi, làm việc. Binh của nó bị ngáo đá rồi. Hellenic cataphracts. Binh của nó bị ngáo đá. Binh của nó bị ngáo đá rồi. Vâng cho anh. Ra đây. Đội hình pha lăng tiến lên. Hellenic cataphracts. The general is dead. Trận này không biết voi có được tham chiến không. Rồi, xe bắn đá đã xong rồi. Ngoài kia. Tôi chết rồi, nó còn vài cái thuyền nó chưa chịu vào đổ bộ này. Lén lao chết hết bọn pha lăng này luôn. Rồi. Rồi tiến lên, tiến lên, tiến lên. Pikemen. Royal Peltasts, yours to command. One of our units has used all its ammunition. Pha lăng tiến lên. Kìa, kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng. One of our units has used all its ammunition. À, nó đang đổ bộ đây rồi. Mày quá tưởng nó không đổ bộ thì mình vỡ mặt. Wow, Hathapak của mình chạy ra tận đây rồi. Voi của mình nhá. Voi vòng đường này. Infantry at your command. Tiến. Missile infantry ready. Fire at will. Fire on the enemy. At your service. Royal Peltasts. Our general is under attack. Con nào dám tấn công tướng mình nhỉ? À, bọn cung thủ nó đây à? Nó tiếp tục từ từ. Để cho Hathapak giải quyết lốt bọn này. Ôi dồi ôi, rào rào nó vẫn cứ tiến ầm ầm. Ừ, đi kiếm cũng được ăn bọn cầm giáo. Lui ra đây đi, Hathapak lui ra đây đi. Ăn mấy thằng này. Rồi, tiến lên. Silver Shield, Pikemen, Royal Peltasts. Melee troops. Archers. Take aim. Bắn bọn này. Rồi. Silver Shield, Pikemen. Rồi. Hathapak nó luồn vào tận đây rồi. À, bên này có con voi đây này. Ăn bọn này.
đan xuyên bắn tan lên. Ui ôi, 54 đan 54, sợ chưa? Đây chưa mắc skill đâu. Cầm đấy cho anh. Đâu rồi, con voi này đâu rồi? Ôi giời. Ăn. Ôi, Pikemen à? Pikemen mà mình cũng dám xông vào á? Liều thật nhỉ? Mình là vãi của liều luôn này. Cataphract rồi. Cataphract rồi, ăn bọn này. Con voi này chất thế, ăn cả bọn cầm giáo cả, xông thẳng vào Pikemen cả, liều thế nhỉ? Mình hơi liều đấy, dám cho Cataphract đâu, ăn bọn này cho anh. Từ đã, lùa. Ui, nó dẫm phát chết luôn này, nó nhảy lên nó dẫm phát chết mấy con này, mấy thằng luôn. Rồi, thôi được rồi, kết thúc trận đánh này được rồi. Chết 24 chiến sĩ, đổi lại 2900 hàng chết của nó chết cả 2900. Cataphract của chúng ta trận này làm việc hiệu quả quá nhỉ, giết được rất nhiều. Đốt phá. Mình sẽ đốt xong rồi mình sẽ kích xây các công trình nó trừ public order để nó loạn lên đấy. Công đoàn cấp 4. Ready for battle. Chuẩn bị. Let them cower like kennel dogs. Đốt phá tàn bạo. À, La Mã. Mình muốn khôi phục cái tỉnh khu vực này lên. Ôi ông đệ ông sang đây phát bị thằng La Mã nó chiếm mất cái vùng này. Ăn thằng La Mã cho anh. Có khi mình cần một cái tỉnh này, một cái tỉnh chỗ này để mình cần có một chỗ chỗ đóng đứng chân ở đây chứ. Tại là mình chưa có chỗ đứng chân ở đây. Công đoàn này tiến ra đây. Mạnh mà. Kinh tế của mình cũng mạnh mà. Nền kinh tế của mình mạnh. Từ từ sẽ khắc thăng trở lại.
chưa âm được. Chưa âm được à. Ơ, chúng ta vừa học được một cái thành tựu gì nhỉ? In honor, I come bearing gifts. And why do you move away? Trở thành đệ của anh thì tốt, còn nếu không thì hơi khó đấy em ạ. Không chịu thành đệ của anh thì hơi khó để có chuyện anh cho mày yên ổn. Rồi cái nghiên cứu công nghệ thì bây giờ mình chả cần nữa rồi. Tăng điểm ngoại giao lên 30.000 rồi. Sao đây? Ready for orders. Bắt thằng này làm đệ phát. Quân nó đi đâu hết rồi? Là thấy quân cán đâu cả. Chúng ta lại có thêm một thằng đệ rồi. Hê hê. Đây luôn. I will listen. I cannot say. Gods of Olympus, hear me. Quá tuyệt vời. Đánh nốt anh này nữa là chúng ta... Ôi giả, La Mã đây à? Chiếm cái vùng Hy Lạp thì được đấy. Làm bàn đạp tấn công sang là được đấy. Một đội cung thủ nữa. Quánh. Mình bảy thiếu một đội ngựa. Hai đội voi. Make haste, men. March to victory. Ai lựa đội cận vệ của La Mã. Đánh đơn thôi, không đánh đôi. Đội cận vệ của La Mã này. Đội cận vệ của La Mã. Sương mù à? Đánh nhau trong sương mù phát xem nào nhỉ? À lần này đánh nhau với cận vệ của La Mã thì không thể đùa được. Trận này không đánh ẩu được đâu. Được cái là hai bên cánh của bọn Hy Lạp thì nó có những cái đội Sunstart này khá là hay. Nó là bộ binh nhưng mà nó lém lao, nó vừa lém lao nó cũng có thể cận chiến được cũng khá khá. Mình thấy là sau khi update lên thì đồ họa nó đẹp hơn nhiều thật. Ngày xưa cái phần nếu mà đồ họa ở cái phần trận đánh và sương mù thì nó cũng chả khác gì lắm. Grouped and ready. Give them fire. Awaiting orders. Armored elephants. Prepare to engage. Cataphracts. Battle group ready. Act quickly now. Yes, commander.
Ôi, chết rồi. Vẫn có tiếp viện à? À không, mình để chế độ không tiếp viện mà. La Mã đang đến rồi. Đội cận vệ của La Mã đang đến này. Đúng rồi, Praetorian này. Nhìn cái áo choàng tím là biết mà. Pesturo đâu dựng lên, sao nào? Sổ ơi, cận vệ của La Mã rồi. Bắn vào đội quân thủ cho anh. Vanh quanh nó tìm cách móc lốp đằng sau mình này. Nhưng mà khi Cataphract và Void nó vẫn đang đứng ở đằng sau này thì móc vào mắt. La Mã tấn công trong mưa tên. Sẵn sàng. Qua lăng. Ô kìa. Thằng này nó bị ngáo đá. Móc làm sao được. One of our units has gone berserk. Rồi, chúng ta bắt đầu bị hoảng sợ. Sợ gì? Lã vào đây cho anh. Đủ. Dừng. Cung thủ lùi lại. Tiến xa thế. Ai già bọn kiếm của nó cũng có javelin nó ném mình đau phết nhỉ. Làm sao tiến được vào cái pha lăng của anh. Our general is under attack. Biết ngay. Mấy thằng điên này. Còn bị đánh Cataphract mình à? Cái gì? Mấy con ngựa ghẻ này đòi ăn nhau với Cataphract á? Binh ở Rome không phải là đối thủ của anh đâu. Kỵ binh của Rome chưa bao giờ là đối thủ của kỵ binh của La Mã của Hy Lạp. Lễ dương này. Đến đây, bắn Five Wheel. Úi xù. Anh xem đội cận vệ của La Mã có vụt ngã như thế nào chứ. Họ giáo của chúng ta. Voi đâu rồi, tiến lên. Để cho voi lùa nó xíu. One of our units has used all its ammunition. Cataphract. Kỵ binh của nó làm sao đấu được cái Cataphract? Armored elephants. Elephants. Amisos. Úi dồi ôi. Xong luôn. Úi dồi ôi. Xe tăng. Úi xe tăng. Xe tăng nó đi đâu luôn đấy. Thế là cánh bên này bị công áp thế. The enemy general is dead. Nào, đội cận vệ của La Mã. Đội cận vệ à? Úi dồi ôi, xe tăng đâu? Úi dồi ôi, úi úi nó lấy vòi nó quẩy. Quẩy mấy thằng này bay tung xác lên rồi. Nó lấy cái vòi của nó quẩy. Rồi. Ôi, vãi trưởng vòi. Được đấy, chơi cái dùng vòi quẩy hay phết đấy.
ui Mòi nó đi, nó càn phát bọn La Mã chết sạch luôn này. Ôi, đũ cận vệ mà bị nó quẩy cho nát luôn. Đội cận vệ gì mà bị voi nó hút cho phát tung xác. Chiếm được còn mất thêm tiền. Chả được cái gì, mất thêm tiền. Ngon. Lên luôn. Cho nó chiếm được cái thành này đi. Mình chả chiếm được cái gì mấy cái vùng đất này nữa. Rồi. Chuyển sang chế độ cướp bóc đi. Cho nó nổi loạn ở Mỹ lên. Đây cái nhà lính. Đây cái cảng thuyền. Nó nổi loạn lên là xong. Tốt rồi. Ôi ôi, 32.000 mỗi lượt. Được đấy, kinh tế của chúng ta bắt đầu khôi phục. Chúng ta sẽ phát triển thêm vài quân đoàn nữa. Khôi phục những cái quân đoàn mà mình đã bỏ đi. Đây rồi, lên tiếp. Cứ thắng trận nhiều này thì đệ nó cũng tăng trung thành ở bấm này. Ủa, vẫn còn nhiều cái chưa chuyển quá. Đây đã hết rồi. Rồi. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Và nếu các bạn muốn theo dõi các video khác nữa của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.